bất ngờ nhắn gửi đến Vũ Luân một câu gây chú ý. Hoa hậu Phương Lê vừa có pha thể hiện tình cảm đến con nuôi nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Là nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân khiến dân tình xôn xao, vốn là một cặp được nhiều người quan tâm thời gian gần đây, nên mọi nhất cử nhất động đều bị netizen xăm soi. Thời gian qua, chuyện tình cảm của Vũ Luân và Phương Lê nhận sự quan tâm lớn của công chúng. Trên mạng xã hội, cả hai không ngần ngại chia sẻ con quét tình tứ bên nhau, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm sóc cho đối phương mọi lúc. Mới đây, trang cá nhân, Phương Lê có đăng tải ảnh chụp chân dung cùng nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân. Trong hình, Phương Lê và Vũ Luân nắm tay nhau, vô cùng tình tứ. Thậm chí cả hai còn sử dụng đồng hồ đôi, khiến công chúng càng thêm tò mò. Đi kèm với hình ảnh, Phương Lê còn để lại dòng trạng thái gây chú ý với nội dung: gia đình và fan luôn hiểu anh, rất thương anh, còn em thì mãi bên anh nắm tay nhau như thế này, tiến về phía trước cùng anh nhé. Nàng hậu còn không quên gắn tên trang cá nhân của Vũ Luân vào bài đăng này. Dưới bài đăng của Phương Lê, Vũ Luân cũng nhanh chóng có hồi đáp: mãi mãi bên nhau em nhé. Đáng chú ý, khi bị cư dân mạng để lại bình luận mỉa mai dưới bài đăng, Phương Lê không ngần ngại đáp trả cực gắt: nếu chị có phước được nằm dưới gầm giường của em, chắc chị không nói anh như vậy đâu. Từ đầu năm 2024 tới nay, Vũ Luân, Phương Lê liên tục xuất hiện bên nhau như hình với bóng, không chỉ tại các hoạt động thiện nguyện mà cả ngoài cuộc đời thường. Cả hai cùng đổi hình ảnh đại diện trên trang cá nhân, thành khoảnh khắc bên nhau cực tình cảm. Sự thân thiết này khiến công chúng đặt nghi vấn, cả hai đang hẹn hò. Phương Lê khẳng định Vũ Luân là người giúp cô mở lòng sau ly hôn. Nam nghệ sĩ cũng tuyên bố Phương Lê là người quan trọng trong cuộc đời mình. Cách đây không lâu, Phương Lê có đăng tải khoảnh khắc vào bếp tự tay nấu cháo, chờ đợi Vũ Luân về thưởng thức. Trước đây, khán giả thường thấy Phương Lê xuất hiện với hình ảnh một hoa hậu, một doanh nhân sang chảnh, ít khi thấy hình ảnh người phụ nữ gia đình như thế này. Nhiều fan còn nhận xét, kể từ khi gắn bó với Vũ Luân, tính cách của Phương Lê cũng dịu dàng hơn nhiều. Phương Lê cho biết, tôi và anh từ quen biết đến bạn bè, sau là hợp tính đến thấu hiểu nhau, hiện tại tình cảm đặc biệt khó nói rõ cho mọi người. Tương lai thì luôn luôn không nói trước được. Tôi và anh đã gặp nhau, cùng nhau thăng hoa với những điều tốt đã làm được. Ngoài việc quan tâm đến tiến triển tình cảm cặp đôi, nhiều khán giả còn tò mò về phản ứng của người thương hai bên. Đặc biệt là thái độ con gái của Phương Lê về chuyện tình cảm của mẹ và Vũ Luân. Một điều may mắn của hậu Phương Lê đó là những người con rất hiểu chuyện, luôn biết thấu hiểu cho mẹ. Phương Lê hạnh phúc chia sẻ trang cá nhân về những tâm tư, sự ủng hộ cô con gái. Cảm ơn vì đã được sinh ra trên đời, cảm ơn các con luôn hiểu chuyện. Các con nói mẹ vui là ok, tuy lời chia sẻ vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhiều người vẫn hiểu rằng các con gái của Phương Lê đã chấp nhận và ủng hộ chuyện tình cảm của mẹ và Vũ Luân. Trước đó, Phương Lê có động thái khiến dân tình nghi vấn. Cả hai đã về chung nhà, nguyên nhân xuất phát từ bức ảnh Phương Lê đang nấu bữa cơm và nhắn lời ngọt ngào đến Vũ Luân chờ anh về. Không ít người đặt ra nghi vấn, Phương Lê, Vũ Luân đã về chung nhà. Tuy nhiên đây vẫn là suy đoán cư dân mạng. Thật hư như thế nào, vẫn chờ người trong cuộc lên tiếng mới rõ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.